Sáng nay, 3 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử vaccine COVID-19 Made in Việt Nam Nococovax do công ty Nanogen phát triển. 3 tình nguyện viên có 2 nam 1 nữ, trong đó có tình nguyện viên nam khoảng 20 tuổi là người đầu tiên được tiêm. Liều tiêm được sử dụng liều 25 microgram, liều có nồng độ thấp nhất, các liều tiêm còn lại là 50 microgram và 75 microgram. Theo Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, những tình nguyện viên trước khi tiêm thử nghiệm này đã trải qua một quy trình kiểm tra sức khỏe rất nghiêm ngặt. Sau khi tiêm, tình nguyện viên tiếp tục ở lại Viện Nghiên cứu Y dược Học quân sự, Học viện Quân y để giám sát sức khỏe trong vòng 72 giờ. Sau đó, tình nguyện viên được về nhà và được giám sát bởi cán bộ y tế xã phường. Mũi tiêm thứ 2 được tiến hành sau 28 ngày. Chúng tôi đã chuẩn bị tối đa cơ sở vật chất để phục vụ cho quá trình thử nghiệm lâm sàng. Hiện nay, đã chuẩn bị 12 phòng để tình nguyện viên ở lại theo dõi. Trong khu này cũng có nhà ăn, khu vệ sinh và các phương tiện để tình nguyện viên có thể giải trí tại chỗ. Trung tướng Quyết cho hay, trong giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm lâm sàng, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Do đó, Học viện Quân y đã thành lập 10 tổ chức chuyên môn gồm cấp cứu, an toàn tiêm chủng, dược để sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm. Trong đó, tổ tiêm có 6 nhân sự, tổ giám sát sau tiêm có 15 nhân sự và tổ hồi sức cấp cứu có 5 nhân sự. Ngoài ra, một hệ thống hồi sức cấp cứu liên viện cùng với Bệnh viện Quân y 103 và Viện Bỏng Quốc gia cũng đã được thành lập để sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Công ty Nanogen đã nghiên cứu và sản xuất vaccine Nococovax. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam tiến hành thử nghiệm trên người. Việt Nam là một trong những quốc gia được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận hệ thống nghiên cứu và phát triển vaccine. Do đó, ngành y tế có kinh nghiệm trong nghiên cứu và thử nghiệm vaccine. Việt Nam đã tự sản xuất được 11 trên 12 loại vaccine khác nhau sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tắm xong lúc 22 giờ, người phụ nữ 27 tuổi ở Vĩnh Phúc chợt đau đầu dữ dội, nằm vật ra giường, hai tay ôm đầu. Người chồng đưa chị vào bệnh viện huyện, sau đó chuyển đến trung tâm đột quỵ Bệnh viện Trung ương 108 cấp cứu. Bệnh nhân không bị liệt người, vẫn nhận biết được xung quanh, song cơn đau đầu này ngày một dữ dội hơn. Bác sĩ Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc trung tâm đột quỵ chỉ định chụp MRI. Kết quả chụp cho thấy bệnh nhân bị đột quỵ do dị dạng mạch máu não, chảy máu dưới nhện. Bệnh nhân được các bác sĩ nút khối dị dạng mạch thành công ngày 16 tháng 12 qua cơn nguy kịch. Bác sĩ cho biết bệnh nhân may mắn chưa bị vỡ mạch máu não. Nếu vỡ, máu tràn ra, tình trạng nguy cấp có thể dẫn đến liệt, hôn mê và tử vong. Bác sĩ Tuyến cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến đột quỵ ở người trẻ tuổi, trong đó dị dạng mạch máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chảy máu não. Dị dạng mạch máu não có thể bẩm sinh hoặc trải qua nhiều năm dị dạng mới hình thành. Bệnh nhân này bị dị dạng mạch máu não bẩm sinh, tắm đêm là cơ hội để phát bệnh, bác sĩ nói. Khi tắm đêm, huyết áp thay đổi đột ngột gây ra các hậu quả nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Cùng với đó, khi tắm, nhiệt độ cơ thể cũng thay đổi, tạo áp lực gây vỡ động mạch hoặc các mao mạch. Bác sĩ cho biết trời lạnh là một trong những yếu tố cơ hội gây đột quỵ. Thời tiết lạnh đột ngột làm cho các mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp, gây xuất huyết não. Nhiều người trời lạnh thường ít vận động, dẫn tới tăng cân cũng là yếu tố làm tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh đó, một số yếu tố bất thường như căng thẳng, tai nạn giao thông dẫn đến vỡ mạch máu não. Đột quỵ là nguyên nhân phổ biến hàng đầu gây ra tàn tật và phổ biến thứ 3 gây tử vong tại Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong. Mặc dù nhiều người may mắn sống sót sau cơn đột quỵ, nhưng họ vẫn phải chịu các di chứng nặng nề, thậm chí mất khả năng lao động, tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thông thường, đột quỵ thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, do đột quỵ ngày càng trẻ hóa, cụ thể tỷ lệ người trẻ và người trung niên chiếm khoảng 1/3 tổng số các trường hợp đột quỵ. Theo thống kê tại các bệnh viện, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm, trong đó nam giới cao gấp 4 lần nữ giới.